Vâng, thưa quý vị, đây là xóm Liên Gia Tư Chi, Gia Nhân, Thừa Thanh Hóa. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2019. Và tổ Liên Gia Tư Chi chúng tôi đang tổ chức cho các cháu liên hoan ngày Tết 1 tháng 6. Chúc mừng quý vị nha. Và các cháu đang có mặt đông đủ và để liên hoan một số món, ví dụ như bánh kẹo và hoa quả thôi quý vị ạ. Rất đơn giản nhưng đó là ngày lễ của các cháu. Vì vậy mà các gia đình cũng tổ chức một cái tiệc nhỏ nhỏ. Mời anh Dũng xuống đây nha. Hôm nay 1 tháng 6 nhưng trời rất là mưa. Nghĩa là mọi người sẽ tổ chức cho các cháu ra ngoài trời. Nhưng vì trời mưa rất to nên phải đưa vào trong nhà ông bà Mạnh Cường. Vâng, ngoài các cháu nhỏ ra và đây là các cháu lớn quý vị nha, cũng rất là đông đủ. Đấy, các cháu lớn còn máu hơn các cháu nhỏ. Good.